Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhất là ở các tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, các địa phương trong tỉnh Hưng Yên đã tăng cường công tác kiểm soát người trở về từ vùng có dịch. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động. Ngày 24 tháng 1 vừa qua, gia đình anh Nguyễn Văn Truy ở thôn Phú Cốc tổ chức đoàn 23 người, trong đó có vợ anh, đi đám cưới người thân tại phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh và trở về trong ngày. Đến ngày 28 thì qua các thông tin truyền thông của đài báo trung ương, địa phương rồi cả truyền thanh xã thì là cái vùng mà của Sao Đỏ Chí Linh ấy, là cái vùng tâm dịch, nghe tình hình rất là căng, rất phức tạp. Thế thì gia đình chúng tôi là cũng vận động mà tất cả người thân là chủ động khai báo y tế đối với trạm y tế cơ sở của xã, và sau đó là cũng tự tình nguyện là đi cách ly tập trung để đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân gia đình nhà mình, rồi cộng đồng xã hội ở làng xóm nhà mình. Tuy không xác định liên quan tới các ca nhiễm COVID-19 ở thành phố Chí Linh, nhưng để đảm bảo an toàn, hiện cả vợ cùng hơn 20 người thân của anh Truy đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện Kim Động và sức khỏe bình thường. Trở về nhà ở thôn Tiên Quán từ ngày 28 tháng 1, một trường hợp là sinh viên trường cao đẳng ở thành phố Hải Dương cũng chủ động khai báo y tế, thực hiện cách ly tại nhà theo hướng dẫn của trạm y tế xã. Mỗi ngày được kiểm tra y tế 2 lần, vào buổi sáng và buổi chiều. Các sinh hoạt cá nhân đều tự thực hiện trong nhà, hạn chế tiếp xúc với người thân. Đến ngày 31 tháng 1, xã Phạm Ngũ Lão kiểm soát được 50 trường hợp trở về từ các tỉnh thành khác, trong đó có 25 người trở về từ Hải Dương, 7 người trở về từ Quảng Ninh. Chưa ghi nhận trường hợp nào trở về có biểu hiện sức khỏe bất thường. Chúng tôi đã phân công từng cán bộ phụ trách từng địa bàn để phối hợp với các thôn, vừa kết hợp tuyên truyền, vừa kết hợp giám sát, cũng như là có biện pháp để yêu cầu những cái trường hợp từ địa phương khác, nhất là vùng có dịch, phải đến ngay trạm y tế để thực hiện khai báo y tế theo đúng quy định. Giao cho công an xã cũng như y tế và các thôn thường xuyên giám sát cũng như là rà soát các cái đối tượng mà từ vùng dịch trở về, và cho đài truyền thanh thường xuyên thông báo trên thông tin đại chúng, yêu cầu các công dân từ vùng dịch trở về phải ra khai báo y tế để được hướng dẫn cách ly theo quy định. Việc thực hiện tốt công tác kiểm soát, quản lý, cách ly, theo dõi người trở về từ vùng dịch ngay tại từng cơ sở như xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động sẽ góp phần quan trọng để dịch COVID-19 không lây lan vào địa bàn tỉnh Hưng Yên. Một trong những biện pháp cấp bách hiện nay để phòng chống dịch COVID-19 là kiểm soát người trở về từ vùng có dịch. Để thực hiện công tác này, rất cần có sự phối hợp của người dân trong việc chủ động và vận động người thân trở về từ vùng có dịch thực hiện khai báo y tế. Vì vậy, rất mong mỗi người dân hãy tự nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình để cùng cộng đồng chung tay chống dịch.